Sáng nay, đội cảnh sát kinh tế công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và bắt giữ vụ buôn bán vận chuyển 5.000 gói thuốc lá hiệu SC Light tại khu vực biên giới. Vào thời điểm trên thì tại bến đò Bến Cát thuộc thôn Nại Cữu, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng đang dùng thuyền máy tập kết thuốc lá lên bờ. Thấy động thì cả hai đối tượng liền lên thuyền máy chạy sang địa phận tỉnh Savannakhet của Lào. Kiểm tra tại hiện trường thì lực lượng chức năng phát hiện được 5.000 gói thuốc lá hiệu SC Light có giá trị khoảng 80 triệu đồng. Được biết, bến đò Bến Cát thuộc thôn Nại Cữu, xã Tân Thành thời gian vừa qua là điểm tập kết của các đối tượng buôn lậu thuốc lá từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ. Tính từ đầu năm đến nay, thì đội cảnh sát kinh tế công an huyện Hướng Hóa đã phát hiện và thu giữ trên 20.000 gói thuốc lá lậu các loại, khởi tố 3 vụ án với 3 bị can.